Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là người lạ. Như các bạn đã đọc được trong tiêu đề video này thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những mẫu giày mà nó thuần nghĩa là giày chạy. Nhưng mà mức giá của nó rất rẻ, nó chỉ dưới 100 đô la Mỹ, thậm chí có mẫu trong đây chỉ có khoảng 50 đô. Đối với việc của chúng ta có 180 đô, 200 đô cho một đôi giày chạy thì cái sự lựa chọn nó quá nhiều và quá đa dạng, hoặc thậm chí rẻ hơn, thật sự rẻ hơn nữa thì chúng ta chọn những thương hiệu Việt. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta có tầm tiền khoảng 50 đến 100 đô, chúng ta không thể mua được những đôi giày là 180 đô, những đôi giày 200 đô, chắc các bạn hình dung được đôi nào thì chúng ta sẽ mua đôi giày gì. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn thấy là chúng ta khi mà có một cái budget vừa đủ, chúng ta vẫn có thể mua những đôi giày chạy có chất lượng tốt tới từ thương hiệu hàng đầu như là Reebok. Chúng ta sẽ có mình sẽ có ba cái hộp giày ở đây ngày hôm nay. Thì ba hộp giày này nó sẽ là logo thương hiệu Reebok với logo Delta ba cạnh như thế này. Đây là những sản phẩm dành cho thể thao của Reebok. Thì mình sẽ mở cái hộp đầu tiên này ra. Đây là đôi đắt nhất cũng là đôi mình hứng thú nhất. Nó là một cái đôi giày có tên gọi đó là Forever Floatride Energy. Đây là một cái đôi giày mà tên nó tương đối dài, nhưng mà thực ra mình không hề để ý lắm về cái tên, mà mình để ý về cái hiệu năng cũng như là cái mà nó thể hiện. Một đôi giày mà chúng ta sẽ có phần, mình chọn phần phối màu trên nó màu xanh và đế giữa màu trắng, đế ngoài màu vàng, rất nổi bật. Mình nói thật là mình rất là thích cái phần màu xanh blue với màu vàng này kết hợp với nhau. Màu vàng này nó không phải là màu vàng, không phải vàng chanh, không phải vàng lợt, cũng không phải vàng nghệ, mà nó là một cái vàng gì đó giống màu kiểu vàng hoa hướng dương, vàng sunflower ấy, kiểu kiểu như thế. Thì đây là một đôi giày mà nó đặc biệt ở chỗ, thứ nhất là nó là một cái đôi giày mà hơi nhẹ, khá nhẹ, đấy là một. Thứ hai, nó là một đôi giày có phần đế giữa rất ấn tượng với mình, tại vì lần đầu tiên nhìn thấy và cầm lên đôi giày này, mình đã cảm giác một cái gì đó khá quen thuộc ở trên cái đôi giày này, phần đế giữa này. Đó, cái này là quen thuộc như nào, từ lát nữa mình sẽ quay cho bạn cùng xem. Và thứ ba là hiệu năng chạy của đôi này nó rất ổn, nó đi phù hợp và nói chung thì mình thấy thoải mái. Và cái phần vải mesh này của nó rất thông thoáng. Đây là cái đôi giày chạy mà có mức giá khoảng là 100 đô. Đôi này thì mình mượn ở store Reebok Việt Nam. Nó sẽ có mức giá niêm yết chính hãng rơi vào khoảng đâu đó là 2 triệu mấy. Nói chung là tròn 100 đô nhân lên là biết. Mình không nhớ, đây rồi, cái mark đây rồi. Nó là 2 triệu 390 nghìn. Như vậy đây là một mức giá khoảng 100 đô cho đôi giày này. Nếu như mà chúng ta nghĩ là những cái đôi giày mà nó kiểu như là đắt hẳn ấy, thì đương nhiên là nó sẽ có những đặc điểm khác. Thế nhưng mà cái đôi này là một cái đôi giày mà mình nghĩ là chúng ta rõ ràng là nên cân nhắc trong cái việc là ví dụ tập tiền đó chỉ có ngần đó mà muốn mua một đôi giày chạy tốt. Mà đôi này thì không, nó không phải là thuần chạy đâu, nó có thể giúp chúng ta ví dụ tập gym chẳng hạn. Đây là một đôi giày như thế. Và hai đôi còn lại là hai đôi rất là rẻ. Đôi này có tên là Reebok Drip Time. Không biết là mình phát âm đúng cái từ này không, nhưng mà thôi cho là như vậy đi. Đây là đôi giày mà women, nữ. Cái đôi giày này là cái đôi giày mà mức giá chỉ khoảng là 50 đến 60 đô, khoảng khoảng đó thôi. Đây cũng là một đôi giày mà mình mượn ở store ra, cho nên là mình biết được cái mức giá niêm yết chính hãng của nó. Ví dụ đôi này là đôi dành cho nữ, một cái đôi có phần màu cam hồng rất đẹp như thế này trên nền màu xám thì nó sẽ có giá là 1.490.000, 1.490. Các bạn hình dung là chúng ta có một đôi giày chạy, một đôi giày tập rất chất lượng tới từ Reebok mà mức giá thì như các bạn hình dung đấy. Đây là một đôi giày mà đối với mức giá của nó thì đương nhiên là chúng ta hình dung được là nó không tốt bằng cái đôi này. Thế nhưng mà những gì nó thể hiện vẫn là rất ok, và đương nhiên là thể hiện như nào thì lát nữa mình sẽ mô tả. Sau cái mẫu giày đắt nhất và rẻ nhất trong cả ba này thì là một mẫu giày nằm ở giữa. Đây là mẫu dành cho nam và mình thích cái phần màu xanh blue này cho nên mình đã chọn nó. Đây là một đôi giày cũng trên cái nền xám. Nếu mà chúng ta không muốn kiểu đen quá, không muốn trắng quá mà muốn một cái màu trung tính thì xám là một sự lựa chọn an toàn. Ngoài ra thì điểm xuyết thêm ở một cái màu sắc nào đó mình thích, ví dụ màu xanh này thì rõ ràng là một cái sự lựa chọn hợp lý. Đôi này nó sẽ có tên là Reebok Endless Rose. Endless có nghĩa là vô tận, một cái đường chạy vô tận. Đây là một đôi giày chạy nữa và thiết kế thì nó khác hơn một chút so với cái đôi giày nữ này, cái đôi Rhythm này. Và với đôi giày này thì mức giá của nó mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà đâu đó nó khoảng, hình như không nhầm là 1.790 thì phải. Và đó là một mức giá cũng vô cùng tốt cho một đôi giày chuyên về hiệu năng. Chúng ta hình dung là nếu với một đôi giày chính hãng mua trong store ấy, thì cái mức giá kiểu như là 1.4 hay 1.7 chúng ta ít khi thấy, và nếu có thấy thì nó sẽ là những cái đôi giày mà kiểu nó hoặc là của mùa trước, hoặc là nó ít được quan tâm hay gì gì đó. Nhưng mà với những đôi giày chạy và những đôi giày mà có mang tính hiệu năng ấy,
nó gần như là nó không bị lỗi thời. Tại vì hiệu năng, người ta cần hiệu năng thì nó người ta chẳng quan tâm đến cái việc, chẳng quan tâm mấy đến cái việc là nó có thực sự là hợp thời trang hay không, nó có lỗi thời về thời trang thời điểm đó không. Tại vì cái người ta cần là hiệu năng của đôi giày, chứ không phải là về cái thiết kế của đôi giày. Mà thực ra thiết kế thì đẹp thôi là cũng được rồi. Nhưng như bạn thấy là cả ba mẫu ngày hôm nay mình đều thấy là thiết kế của nó rất ok, thật sự rất ok đó. Và bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết vào cả ba mẫu giày ngày hôm nay và mô tả từng mẫu cho các bạn cùng xem. Đây là ba mẫu khác nhau chứ không phải một mẫu để mà khai size khác nhau hay là phối màu khác nhau. Ngoài ra thì như bạn biết ấy, về cái truyền thống mình mượn giày ở đâu thì mình thường xin ở nơi đó những mã giảm giá dành cho người xem của mình. Tại vì ví dụ các bạn có nhu cầu mua thì các bạn còn có thể được trừ đi ngần nào tiền, một số tiền nào đó. Thì ba đôi này mình mượn tại store luôn, có nghĩa là đơn vị store nó như nào thì khỏi phải giải thích nữa nhé. Store mình mượn là store ở Vincom Royal City, và ở đó thì ngoài giày ra đương nhiên họ bán cả áo quần, tất cả mặt hàng của Reebok, giày, xong rồi kể cả khăn lau, kể cả là bình uống nước vân vân rất nhiều. Thì mình đã xin được lên tới 20 mã giảm giá, mỗi mã trị giá 200.000. Nếu mà bạn nào mà ở gần store mà muốn mua những đồ của Reebok này thì hãy comment số điện thoại của bạn bên dưới để mình sẽ gửi mã đến cho các bạn. Thì nếu bạn nào thực sự cần thì hãy comment nhé, tại vì nếu bạn xin mã 200.000 đó về mà không dùng thì rất tiếc cho những người mà cần mã nhưng mà đến sau các bạn. 20 người comment sớm nhất thì mình sẽ gửi cho các bạn. Mã 200.000 này thì chỉ cần chúng ta mua đơn hàng trên 1 triệu là dùng được. Có nghĩa là 1 triệu là được giảm 200.000 còn 800 kiểu thế. Ngoài đó có rất nhiều những mẫu áo Reebok màu vàng rất đẹp. Mình nghĩ là mình sẽ mua một cái mặc cho mùa hè này, cái màu vàng như này này. Rất đẹp, mình vừa ra hôm mình mượn ba bộ này mình biết. Và nếu bạn nào cần hãy comment bên dưới. Bây giờ mình sẽ đi mô tả chi tiết vào cả ba mẫu này. Thì bản thân mình để mà nói, nếu như mà để tiết kiệm hẳn, mình sẽ mua cái mẫu này, mẫu 1790 này, mình ấn tượng của nó. Đương nhiên là đến phần này thì mình sẽ mở hộp lại cho các bạn cùng xem. Mình đã bỏ lại cả ba hộp vào trong giày rồi, mở lại từ đầu mà. Về cách đóng hộp thì nó vẫn sẽ có bìa các tông kiểu như thế này. Và chúng ta sẽ có thông tin thì hãy đọc ở phía mặt này. Đây là đôi giày có tên là Forever Floatride Energy. Đây là đôi giày men và nó được làm tại Việt Nam, mã là CN7756. Và mình đã chọn size 8, 40,5, đúng số cm chân của mình là 26. Với việc chọn size của đôi giày chạy này, các bạn nên chọn true to size. Bình thường đi các hãng khác size bao nhiêu thì đôi này đi bấy nhiêu. Đó là size 8, 26cm như thế này. Đó, mình đã nói về size US ấy, kiểu như thế. Đó, và như bạn thấy thì đây là cái nhìn vào đôi giày ngày hôm nay. Đó, màu xanh, trắng và vàng. Mình rất khoái màu vàng này. Qua video thì nó hơi sáng hơn một chút, nhưng mà bên ngoài vàng nó đậm hơn một tẹo. Ok. Tiếp theo thì đây là đôi giày rẻ nhất trong cả video và nó là một đôi giày nữ. Chúng ta sẽ có như sau. Đây là đôi mang tên Reebok Rhythm. Đọc này là Rhythm, Team, kiểu thế. Nó cũng được làm tại Việt Nam và mã là CN6647. Sẽ có size 8, nhưng mà size 8 của nữ ấy, thì nó chỉ là 38,5€ thôi. Và nó là 25cm chân. Nói về việc chọn size thì mình nghĩ là đôi này cũng sẽ chọn true to size luôn. Về bên trong thì chúng ta sẽ có như sau. Đây là một đôi giày phối màu kiểu rất là hợp các bạn nữ. Mình nghĩ là vậy, nhìn rất là xinh các bạn thấy không? Cái phần đế này nó được gọt tròn ra ngoài, nhìn rất là xinh và phù hợp với phong cách các bạn nữ. Nó sẽ có phần màu xám và nổi bật là màu cam, kiểu thế. Đôi cuối cùng ngày hôm nay là một đôi giày có mức giá rất tiết kiệm để chọn lựa một đôi giày vận động. Đây là một đôi giày có tên là Reebok Endless Growth và nó cũng được làm tại Việt Nam, mã là CN6426 và size ở đây là size 8. Với việc chọn size đôi này thì cũng chọn true to size luôn. Và bên trong thì nó sẽ như sau. Mình thì lại một lần nữa mình chọn cái màu xám với điểm xuyết là màu xanh blue. Mình thích cái phần màu sắc như thế này. Và như bạn thấy thì đây là cái nhìn vào đôi giày này. Đó, cũng khá được. Mình đã phải giảm sáng xuống một chút để cho bạn thấy được rõ hơn cái phần đế giữa màu trắng này. Và mình sẽ chú ý đến nó đầu tiên, tại vì mình đã nói cho bạn về cái đặc điểm của đế này ngay phía đầu video này rồi. Thì như bạn thấy là cái phần đế giữa này các bạn thấy nó quen thuộc không? Mình thấy là thời điểm đầu mình thấy nó rất là quen thuộc. Tuy nhiên thì nó không mềm, nó không quá mềm như là cái chất liệu mà chúng ta biết nó giống như này, đó là Boost. Đối với việc mà những cái đôi giày Boost nó sẽ có một cái độ mềm rất là mềm ấy, thì mình không thích nó mềm quá kiểu như vậy. Nhưng mà với những đôi giày Reebok kiểu như này ấy, mình đã đọc một số bài viết ấy, thì người ta còn cho rằng chất liệu này nó còn tốt hơn cả Boost ở một vài đặc điểm, ví dụ như là nó cứng hơn, nó không mềm, nó không quá mềm như Boost. Nói về cái mức độ phản hồi thì mình không có một con số nào cụ thể về cái đế này, nhưng mà nó êm. Như bạn nhìn thấy mình ấn tay vào các bạn có hình dung được đúng không? Nó tương đối êm nhưng mà nó đã không quá mềm kiểu như Boost. Mình nghĩ chất liệu này là cái chất liệu mà nó phù hợp với mình hơn, tại vì mình không thích nó êm quá. Nếu mà chạy, cảm giác chạy mà nó mềm quá thì nó
nói thế nào, nó cho cảm giác chân nó cứ không thật cho lắm, theo mình thì là vậy. Đế ngoài là đế cao su và chúng ta sẽ có những cái đường gờ này để tạo ma sát và sức kéo tốt. Theo mình thì đế này ma sát tốt, khá tốt đấy. Thế nhưng các bạn nhìn thấy là chúng ta hình dung được nó ma sát như thế nào rồi. Như vậy là ổn đúng không? Và đối với lại cái phần upper bên trên thì nó sẽ là vải mesh rất là thông thoáng. Phần vải này thì nó sẽ có rất nhiều lỗ từ đằng trước bên hông cho đến lên tận phần lưỡi gà này. Có nghĩa là phần lưu thông không khí là cực kỳ tốt trên đôi giày này. Chúng ta hoàn toàn yên tâm. Kể cả phần kết bên cạnh này nó chỉ là cái phần kết được in lên thôi chứ không phải là kết nhựa, cho nên là chúng ta đi rất là thoải mái, nó không bị cái gì gò bó cả. Và phần dây thì nó cũng sẽ đồng màu. Mình khá thích những cái phần lưỡi gà mà nó được thiết kế theo dạng là vải mesh như này, tại vì chỉ cần chúng ta đã từng đi những đôi giày như này chúng ta cảm giác rõ được luôn, đó là đi xe máy hay đi xe gì đó trên đường gió lùa vào chỗ mu bàn chân thấy quá rõ ràng luôn. Một vài đặc điểm khác khá phù hợp với lại giày chạy đó là chúng ta sẽ có tên nó đằng sau chữ Floatride Energy ở trên nền một cái miếng 3M phản quang, miếng này phản quang tương đối mạnh. Ngoài ra mặt trước thì cũng sẽ có một đặc điểm phản quang như thế này nữa hai bên đó. Còn logo Delta màu xám thì đặt ở má ngoài, má trong thì không có và nó được đặt ở đây nữa. Nhưng logo này thì nó chỉ óng ánh một chút thôi, nó không phản quang. Về cái lót của nó thì mình thấy là cái lót này của nó thuộc dạng cái độ êm nó bình thường, nó không quá dày, không quá mỏng, nó theo kiểu đó là nó vừa đủ thôi. Chứ mình nếu mà là giày chạy mình không thích lót nó dày quá. Như bạn xem thì đây chính là cái lót của đôi giày mình đang cầm, Reebok Everyday Neutral 10mm. Không rõ 10mm này là cái gì ta? Không phải là cái lót này nó dày lên tới 1cm đâu nhá. Lót này nó mỏng thôi. Đó, như bạn thấy. Nói chung thì cái lót như này thì mình thấy là ok, không vấn đề gì cả. Với con tem thì nó sẽ được đặt ở phía này và như bạn thấy tất cả thông tin đều có ở đây. Đơn giản thôi đúng không? Cái đôi giày này thì cũng tương đối nhẹ. Ví dụ đây là một đôi size 8 thì như bạn thấy nó chỉ nặng có 240g. Đây là một cái khối lượng rất ấn tượng nếu như chúng ta có thể so sang Ultra Boost các thứ ấy, thì một đôi, một chiếc như vậy, một chiếc của bên Ultra Boost cùng size này nó phải nặng tầm 280 hoặc là 280 mấy, 290. Có nghĩa là đây là một đôi giày có khả năng mà cho khối lượng chạy rất là tốt. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái mẫu giày này. Như bạn thấy thì đây là một mẫu giày cho nam nữa như mình đã nói. Thì mẫu này là một mẫu mà rất là tiết kiệm nếu như chúng ta muốn mua một đôi giày mà nó chỉ có khoảng tầm 1,7 triệu nếu mà mình nhớ không nhầm. Đương nhiên là có mã giảm giá của mình trừ đi thì nó còn rẻ nữa. Đây là một đôi giày có phối màu màu xám. Mình khá thích cái phần màu mà như mình nói là nó trung tính, nó không chìm như màu đen mà nó không quá kiểu như là dễ bẩn như màu trắng. Chúng ta sẽ có phần màu xám là những phần vải mesh có lỗ rất là lớn và rất thoáng. Thật sự là những đôi này họ làm phần vải rất thoáng luôn. Chúng ta đi không bao giờ sợ hầm chân hay là bí hay gì gì cả. Ngoài những phần trước hai bên trên lưỡi gà nó có cả phần vải mesh ở đằng sau nữa, nhưng mà phần này thì nó được đệm thêm một cái lớp nữa để cho chúng ta cảm giác ôm chân tốt hơn. Có một cái phần đằng sau này thì cái phần này giống như là kiểu phần da nubuck kiểu như thế. Thương hiệu đây, logo Delta đây, và đây là tất cả. Nói chung nhìn qua các bạn hình dung là được. Cái phần dây dày thì nó sẽ có màu xám đồng màu và sẽ có phần màu vàng này làm điểm nhấn này. Cái màu vàng này nó còn xuất hiện nữa ở phần lưỡi gà. Cái lưỡi gà của nó thì nó được in cái phần màu vàng như bạn đang thấy, rất là đẹp. Cái lưỡi gà của đôi này thì nó lại hơi dài một chút, hơi dài hơn đôi vừa nãy một chút. Đó, như bạn thấy. Đấy, như vậy là chúng ta thấy được nó in màu vàng như này rất là đẹp. Đây là một đôi giày nó rất là thoáng và như bạn nhìn thì có thể nhìn xuyên qua được đây đúng không? Nhìn này, thấy không? Nó rất là thoáng và cái lớp vải mesh này của nó thì gần như là, và với cái lớp vải mesh này thì nó sẽ đảm bảo cho người sử dụng đó là cái mồ hôi sẽ được luân chuyển rất là dễ dàng và chúng ta không sợ bị bí kiểu như thế. Còn tem thì đương nhiên vẫn được đặt ở cái mặt trong như này. Và đôi giày này như bạn thấy rất là thoải mái, cổ rất là rộng và nếu như chúng ta chân bị múp ấy, thì cũng không phải lo lắng về vấn đề là cổ kiểu lưỡi gà này nó làm cho cổ chân khó chịu. Đế dưới thì nó được làm từ cao su và độ bền của cái đế này thì mình nghĩ là khá tốt. Ngoài ra thì cái mức độ bám của nó cũng được. Nhìn những phần gờ này thấy không? Nhìn những phần gờ này. Đó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một đôi giày khá là xinh xắn dành cho nữ và đôi giày này thì như bạn thấy size nó hơi bé, nó là tầm khoảng 38,5. Đương nhiên mình không đi được size như này. Về cái cách làm đôi giày này ấy, thì mình thấy là cái phần màu sắc của nó rất là nữ tính. Đó là phần kiểu màu hồng cam, màu cam nhưng pha chút hồng kiểu như vậy. Đương nhiên là mình vẫn sẽ chọn cái phần màu xám này, tại vì cái nền xám này như mình nói là mình khoái cái phần nền xám này. Cái đế giữa thì như mình đã nói đó là nó là một cái đế dạng Eva bình thường thôi, đế foam bình thường thôi. Nhưng mà nó được uốn, có một rãnh ở giữa, nhìn rất là nữ tính. Chúng ta thấy cái đế này có độ mềm vừa phải, không cứng cũng không mềm, vừa phải thôi. Đó, thấy không? Đế ngoài thì nó vẫn làm từ cao su. Tuy nhiên thì cái này ấy, nó lại được làm những cái dạng kiểu như là những cái rãnh dọc thì nó mảnh, có những cái rãnh kiểu ngang thì nó sẽ dày hơn để tạo sức kéo từ các phía. Ví dụ đôi giày này sẽ phù hợp cả với chạy và cả với những người
kiểu như phụ nữ hay tập yoga hay là những cái bộ môn mà phải di chuyển nhiều hướng và đột ngột ấy, kiểu thế, chúng ta có thể di chuyển trái phải, trái sang phải, phải sang trái hay trước sau các thứ mà không sợ là một cái đôi giày nó bị thiếu sức kéo, kiểu như vậy. Mình thấy là cái đế này thiết kế khá là ok, nó có những đường lằn lên kiểu như vậy, lằn lên rãnh, thấy không? Đó, về phần thân trên thì chúng ta sẽ có một cái lớp vải, và vải này thì tương đối dày, nó sẽ có đệm một lớp ở bên trong nữa, nó vẫn sẽ thoáng. Tuy nhiên thì chúng ta hình dung là đôi này thì nó sẽ hơi ôm chân một chút. Nó thì nó không phải là cái dạng mà nó là co giãn để nó ôm chân giống như tất, mà nó là cái dạng mà nó sẽ được đệm thêm một lớp bên trong, kiểu như hình dung như vậy. Và đôi này thì đi vẫn rất ok. Ở những yếu tố khác thì nó vẫn như vậy, tem vẫn nằm ở đây, và cái phần lót giày nó cũng có màu kiểu như màu cam đó luôn. Đây là một đôi giày nữ giá rất là rẻ, trừ đi chắc là 1,2 triệu. Đó, rất đẹp. Tên được dập chìm phía này, Grip Zoom. Đó, các bạn thấy không? Cũng được. Ok. Và trên đây sẽ là ba cái mẫu giày mà mình muốn giới thiệu đến những người mà cần vận động, sẽ cần những mẫu giày chạy, những mẫu giày tập gym, tập thể thao, nhưng với mức giá thì chưa quá $100. Hiện tại thì cả ba mẫu này đang được bán tại các store của Reebok. Đây là store nhé, không phải là kiểu là hàng xách tay về đâu. Và như mình cũng đã nói ở ngay đầu, đó là bạn nào thực sự cần mã giảm giá để mua sản phẩm ấy, thì có thể comment bên dưới, comment số điện thoại của các bạn để mình gửi cái mã đó cho. Và link của cả ba sản phẩm này cũng như các thông tin thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả, các bạn có thể đọc đó để rõ hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.